Tên lửa Việt Nam dự kiến trang bị chạy đôi tàu địch chỉ với một phát bắn. Tên lửa BrahMos Việt Nam dự kiến trang bị có tầm bắn khoảng 400 km, quỹ đạo bay khó đoán và tốc độ cao siêu thanh, vận hành dễ dàng, hiệu quả vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa, khả năng sát thương cao do động năng lớn. Việc phóng hàng loạt sẽ hủy diệt một nhóm mục tiêu, chỉ với một tàu tên lửa, tàu mục tiêu đã bị chẻ làm đôi. Ngày 29 tháng 6, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã đến thăm gian hàng của công ty liên doanh Nga-Ấn BrahMos Aerospace tại triển lãm hải quân quốc tế St. Petersburg. Ông ghi nhận thành quả của công ty và nhắc đến sự quan tâm thường xuyên của chính phủ Nga đến dự án hợp tác này. Tên lửa hành trình BrahMos của Nga, Ấn Độ được những nhà chế tạo gọi là sản phẩm tốt nhất trên thế giới chưa từng có trong phân khúc này. Và đó không phải là sự phóng đại. Lợi thế của tên lửa là tầm bay phá hủy các mục tiêu lớn khoảng 400 km, quỹ đạo bay khó đoán và tốc độ cao siêu thanh, đối thủ không đủ thời gian để rời khỏi khu vực bị tấn công, vận hành dễ dàng, hiệu quả vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa, bay ở độ cao dưới 10 mét, khả năng sát thương cao do động năng lớn, việc phóng hàng loạt sẽ hủy diệt một nhóm mục tiêu. Trong hành trình bay, tên lửa không cần phải điều khiển, nguyên tắc bắn và quên. Về lý thuyết, chính quả tên lửa BrahMos đảm bảo để tiêu diệt 3 tàu khu trục của đối phương trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Trên thực tế, trong thử nghiệm, chỉ với một tên lửa tầm mục tiêu đã bị chẻ làm đôi. Khái niệm của BrahMos là đa nhiệm, phương tiện mang, nhiệm vụ, mục tiêu khác nhau và một hệ thống tên lửa cơ bản được trang bị trên mặt đất, trên biển và dưới mặt nước, có phiên bản nhẹ được thiết kế dành cho máy bay. Đồng giám đốc của công ty BrahMos Aerospace Alexander Maksychev nói, ở St. Petersburg, chúng tôi trình bày đầy đủ các khả năng của tên lửa, những sản phẩm chính và các phiên bản BrahMos có khả năng dư nhau, không kém phần hiệu quả khi tiêu diệt các mục tiêu trên biển và ven bờ. Bệ phóng tên lửa có thể đặt trên mặt đất, dưới hầm phóng, trên biển hay dưới mặt nước. Trong tháng 7 và tháng 8, chúng tôi hoàn thành việc lắp ghép tên lửa máy bay Su-30MKI, mở rộng đáng kể khả năng ứng dụng trong quân sự. Công ty đã tiến hành chế tạo mô hình và thử nghiệm tên lửa trong những điều kiện khác nhau. Giai đoạn tiếp theo sẽ tổ chức việc phóng thử toàn diện, bắn tên lửa chiến đấu vào các mục tiêu thực tế. Biến thể BrahMos A phóng từ máy bay có trọng lượng nhẹ, chiều dài 8,4 m và trọng lượng phóng khoảng 2,5 tấn. Máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30MKI có thể mang theo một tên lửa như vậy, nhưng cần phải trang bị hai quả. Vì vậy, các chuyên gia của chúng tôi đang phát triển phiên bản tên lửa kích thước nhỏ, ông Maksychev nói. Theo người đại diện BrahMos, nhiều nước châu Á quan tâm tích cực đến sản phẩm, nhưng cho đến nay, công ty cần nỗ lực để đáp ứng nhu cầu nội địa của Ấn Độ. Hệ thống sẽ được trang bị cho lục quân, không quân và hải quân Ấn Độ. Tên lửa BrahMos đã được lắp đặt trên hơn 10 tàu chiến, đang chế tạo cả một loạt tàu khu trục lớn của Ấn Độ. Công ty BrahMos Aerospace được thành lập vào năm 1998. 50,5% cổ phần thuộc sở hữu của Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng Ấn Độ. 49,5% của Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Nga NPO Mashino Stoenia, công ty có trụ sở chính tại Ấn Độ. Sản phẩm của BrahMos Aerospace được sản xuất ở cả hai nước. Trong chuỗi sản xuất có sự tham gia của hàng chục công ty Ấn Độ và Nga. Điều quan trọng là không phụ thuộc vào các linh kiện ở Liên minh châu Âu. Tại Ấn Độ, việc sản xuất được triển khai ở Delhi, Mumbai và một số trung tâm công nghiệp khác. Báo Nga tiết lộ thông tin tên lửa chống hạm Trung Quốc. Quý vị thính giả thân mến, xin giới thiệu một lớp vũ khí biển của Trung Quốc, tên lửa chống hạm. Các ảnh và số liệu trong bài lấy từ bình luận quân sự của Nga cuối năm 2016. Một mấy dòng lịch sử. Đến giữa những năm 60, phần lớn các chuyên gia hải quân phương Tây không quan tâm và không đánh giá cao hiệu quả tác chiến của tên lửa có điều khiển chống hạm. Trong những năm đó, Liên Xô đã đi trước Mỹ trong lĩnh vực chế tạo tên lửa có điều khiển và trang bị tên lửa chống hạm cho các tổ hợp tên lửa, tàu ngầm, tàu khu trục, tàu hộ vệ và các máy bay ném bom. Mặc dù các tên lửa Xô Viết đầu tiên chưa hoàn thiện, nhưng do chúng rất hiệu quả trong cuộc xung đột quân sự Ả Rập-Israel năm 1967, tên lửa chống hạm P-15 đánh chìm tàu khu trục Israel Eliad, nên các chuyên gia đã thay đổi quan điểm về loại vũ khí này. Kiểu tên lửa chống hạm Xô Viết phổ biến nhất lúc đó, P-15, có động cơ phản lực hai thành phần nhiên liệu lỏng. Nó sử dụng nhiên liệu từ bắc lửa khi tiếp xúc với chất oxy hóa là TG-02, Tonka-250 và chất oxy hóa AK-20, chất oxy hóa axit nitric lỏng. Động cơ làm việc ở hai chế độ tăng tốc và hành trình. Tốc độ bay hành trình của tên lửa đạt 320m một giây. Cự ly bắn của tên lửa chống hạm P-15, các biến thể đầu là 40km. Tên lửa P-15 có hệ thống dẫn đường tự động,
trong đó có đầu tự dẫn radar hoặc đầu tầm nhiệt, thiết bị điều khiển bay tự động và máy đo cao khí áp hoặc đo cao vô tuyến cho phép tên lửa bay ở dải độ cao từ 100 đến 200 mét. Đầu tác chiến bật phá, định hướng trọng lượng 480 kg, có thể phá hủy tàu chiến có lượng giãn nước lớn hơn 3.000 tấn. Tên lửa B-15 cùng với phương tiện mang là tàu nhỏ mang tên lửa dự án 183R được xuất khẩu sang nhiều nước. Chúng đã có trong trang bị của hải quân các nước như Algeria, Ai Cập, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Indonesia. Riêng đối với Trung Quốc, ngoài tàu và tên lửa, nước này còn được cung cấp tài liệu kỹ thuật của P-15M. Vì thế, Trung Quốc trong nửa đầu những năm 70 đã triển khai sản xuất tên lửa hàng loạt tại nhà máy hàng không 320 tại Nam Sương. Tại Trung Quốc, tên lửa P-15 được đặt tên là SE-1. Chúng được trang bị cho các tàu tên lửa khinh hạm dự án 053 kiểu Changhu, chế tạo theo mẫu của tàu dự án 50 và cho các đơn vị tên lửa bờ. Thời gian đầu, các chuyên gia Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong khai thác SE-1 vì họ không đủ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng sản xuất, còn chất lượng các tên lửa sản xuất tại Trung Quốc rất thấp, rất nhiều trường hợp rò rỉ nhiên liệu, chất oxy hóa và tên lửa tự phát nổ. Đến cuối những năm 70, Trung Quốc chế tạo phiên bản P-15 cải tiến tên lửa chống hạm SE-1A. Điểm khác biệt, ưu điểm của SE-1A so với biến thể trước đó là nó sử dụng đầu tự dẫn chống nhiễu xung và thiết bị đo xa vô tuyến. Biến thể SE-1A cũng không còn bị rò rỉ nhiên liệu và có thể bảo quản tương đối lâu sau khi đã nạp nhiên liệu, sau khi đã có những tiến bộ trong việc làm tăng độ tin cậy và an toàn khi bảo quản, vận chuyển và sử dụng tên lửa SE-1A. Các kỹ sư Trung Quốc chế tạo tên lửa chống hạm phóng từ trên không đầu tiên của nước này là Y-16, phương tiện mang chúng là máy bay ném bom tầm xa H-6. Biến thể tên lửa chống hạm này có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 100 km, xác suất tiêu diệt mục tiêu trong điều kiện không có nhiễu được các chuyên gia Trung Quốc đánh giá là 0,7. Do khai thác, các tên lửa nhiên liệu lỏng sử dụng chất oxy hóa ăn mòn và các nhiên liệu có độc tính cao rất phức tạp và cũng nguy hiểm khi sử dụng, Trung Quốc thiết kế tên lửa chống hạm SE-2 với động cơ nhiên liệu rắn. Tuy nhiên, do cự ly phóng SE-2 không vượt quá 50 km, nên trong những năm 80, các kỹ sư Trung Quốc triển khai thiết kế tên lửa SE-2A sử dụng động cơ tuốc binh phản lực. Cùng với đó, do trong thời gian này, Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc chưa có khả năng chế tạo động cơ tuốc binh phản lực kích thước nhỏ, có độ tin cậy cao, nên nước này vẫn tiếp tục sản xuất các biến thể mới của tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, vì chúng đơn giản khi khai thác bảo dưỡng sử dụng và rẻ tiền hơn. Hướng phát triển tiếp theo của tên lửa chống hạm Trung Quốc được tập trung vào việc nâng cao tốc độ bay và cự ly bắn, khả năng chống nhiễu của đầu tự dẫn và công suất đầu tác chiến. Tuy nhiên, trong khi Liên Xô đã chế tạo các tên lửa chống hạm hiện đại tốc độ siêu âm, thì Trung Quốc tiếp tục cải tiến các mẫu cũ bằng cách lắp cho chúng động cơ nhiên liệu rắn và động cơ tuốc binh phản lực. Kiểu tên lửa được thiết kế theo hướng hiện đại hóa các tên lửa chống hạm họ P-15 nói trên của Trung Quốc là HI-1. Các tên lửa HI-1 được trang bị cho các tàu khu trục dự án 051. Các biến thể HI-1J và HI-1JA cải tiến có đầu tự dẫn radar chủ động mới. Chúng mang đầu tác chiến định hướng trọng lượng hơn 500 kg. Tên lửa được phóng từ tàu chiến hoặc các tổ hợp tên lửa mặt đất được thực hiện bằng tầng tăng tốc nhiên liệu rắn. Còn động cơ hành trình nhiên liệu lỏng bắt đầu khởi động khi tên lửa đã ở trên không, ở cự ly an toàn đối với kiếp trắc thủ. Tiếp theo HI-1, các kỹ sư Trung Quốc thiết kế tên lửa HI-2. Tên lửa HI-2 khác với HI-1 ở chỗ hệ thống dẫn đường được cải tiến và tên lửa có kích thước lớn hơn nhờ có khoang chứa nhiên liệu dung tích lớn bên cự ly phóng. Tên lửa tăng đến 100 km. Nhưng đồng thời đây cũng là một nhược điểm, do kích thước lớn khiến không thể bố trí chúng trên các bệ phóng của tàu. Chính vì thế mà các tên lửa chống hạm họ HI-2 chỉ được trang bị cho các đơn vị tên lửa bờ của POA. Tên lửa biến thể HI-2A được lắp đầu tự dẫn hồng ngoại, còn HI-2B và HI-2G đầu tự dẫn radar xung đơn. Xác suất tiêu diệt mục tiêu trong trường hợp đầu tự dẫn radar khóa được mục tiêu là 0,9, theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc. Từ khi công nghiệp Trung Quốc chế tạo được động cơ tuốc binh phản lực kích thước nhỏ WS-11, các nhà thiết kế nước này đã lắp chúng cho tên lửa chống hạm mới là HI-4. Động cơ WS-11 Trung Quốc là bản sao của động cơ tuốc binh phản lực Mỹ Teledyne Ryan KJ-69T41A lắp trên máy bay không người lái AQM-34, UAV AQM-34 vào thời gian đó, được sử dụng trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ tại Bắc Việt Nam. Tên lửa chống hạm HI-4 với cự ly bắn 150 km được đưa vào trang bị cho POA vào năm 1983.
Động cơ WS-11 cũng được sử dụng cho một số máy bay không người lái Trung Quốc. Bề ngoài của HI-4 khác với HI-2G ở chỗ, nó có cửa hút khí ở phía bên dưới. Biến thể HI-4 dành cho xuất khẩu có ký hiệu là C201W. Biến thể cải tiến của HI-4 là HI-41. Theo các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc, thì một tiểu đoàn tên lửa bờ HI-41 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở hướng cộng trừ 85 độ và với cự ly phóng 250 đến 300 km có thể tấn công các mục tiêu trên một khu vực mặt nước diện tích 14.000 km2. Trong những năm 80, Trung Quốc thử nghiệm và đưa vào trang bị cho máy bay tên lửa chống hạm IJ-61, C-61 chế tạo theo mẫu tên lửa HI-2. Phiên bản tên lửa phóng từ máy bay có trọng lượng nhỏ hơn và không có tầng tăng tốc. So với các model tên lửa chống hạm nhiên liệu lỏng của Trung Quốc trước đó, cùng các phương tiện mang chúng là máy bay ném bom H-6, tên lửa IJ-61 sử dụng dễ và an toàn hơn. Cự ly bắn và xác suất tiêu diệt mục tiêu cũng lớn hơn. Một biến thể khác phát triển từ HI-4 là tên lửa chống hạm phóng từ máy bay IJ-63, C-603, được đưa vào trang bị năm 2002. Đấy là tên lửa chống hạm lớp không đổi biến được trang bị động cơ thuốc binh phản lực đầu tiên của Trung Quốc. IJ-63 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và trên biển với độ chính xác tương đối cao. Hình dạng ngoài của tên lửa IJ-63 cơ bản giống với các phiên bản thế hệ trước, chỉ khác ở kết cấu phần đuôi. Cự ly bắn của IJ-63 vào khoảng 180 km, nhưng tốc độ tên lửa dưới âm và theo đánh giá của các chuyên gia phương Tây thì nó rất dễ bị các phương tiện phòng không trên tàu bắn hạ. Tính năng kỹ chiến thuật của các tên lửa chống hạm Trung Quốc thế hệ đầu. Vì thế hệ tên lửa chống hạm Trung Quốc đầu tiên chế tạo theo các mẫu tên lửa Soviet B-15 hiện vẫn đang có trong trang bị của các đơn vị tên lửa bờ của Hải quân POA và các đơn vị máy bay ném bom tầm xa. Nhưng trên các tàu chiến thì các tên lửa cũ này đã được thay thế bằng các tên lửa chống hạm động cơ nhiên liệu rắn và động cơ thuốc binh phản lực hiện đại hơn do Trung Quốc và Nga sản xuất. Các tên lửa chống hạm chế tạo theo mẫu SI-2, HI-1 và HI-2 hết hạn sử dụng cũng được POA cải hoán thành các mục tiêu điều khiển bằng vô tuyến phục vụ công tác huấn luyện và tập trận. Các tên lửa Trung Quốc chế tạo theo mẫu P-15 Soviet đã được bán cho Myanmar, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pakistan, Sudan. Riêng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Iran được Trung Quốc cho phép sản xuất các mẫu tên lửa chống hạm kiểu này. Tên lửa chống hạm Trung Quốc, các chuyên gia phương Tây đặt tên là Swarm, con tầm, đã được sử dụng nhiều trong các cuộc chiến tranh Iraq-Iran và trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Một trường hợp cụ thể, tháng 2 năm 1991, quân đội Iraq đã phóng hai quả tên lửa chống hạm HI-1 và tàu USS Missouri BB-63 của Mỹ. Một quả tên lửa bị hỏng hệ thống dẫn đường và bay chệch mục tiêu. Quả còn lại bị tên lửa phòng không Sea-Dart của tàu khu trục Anh HMS Gloucester D-96 bắn hạ. Đến giữa những năm 1980, các chuyên gia Trung Quốc kết luận là các giải pháp kỹ thuật áp dụng khi thiết kế B-15 đã lạc hậu và B-15 đã hết khả năng hiện đại hóa, nên họ bắt đầu triển khai công tác tự thiết kế tên lửa chống hạm siêu âm bố trí trên bờ HI-3 C-301. Nhưng HI-3 không thực sự thành công. Nhược điểm lớn nhất là nó nặng tới gần 3,5 tấn và dài gần 10 mét nên rất khó vận chuyển, khả năng cơ động kém và khó ngụy trang. Tên lửa HI-3 sử dụng đầu tác chiến và đầu tự dẫn của HI-2G. Nó được phóng bằng 4 động cơ tăng tốc nhiên liệu rắn. Hai động cơ hành trình phản lực sử dụng dầu lửa được khởi động sau khi tên lửa đã đạt tốc độ 1,8 m và sau đó tên lửa có thể đạt tốc độ là 2,5 m. Cự ly bắn trong khoảng 150 đến 180 km và rõ ràng là với kích thước như thế, cự ly trên là không đạt yêu cầu. Có lẽ vì thế mà tên lửa HI-3 chỉ được sản xuất với số lượng rất hạn chế. Đến đầu những năm 1990, Trung Quốc cho thử nghiệm tên lửa chống hạm FL-7. Đây là một tên lửa nhiên liệu lỏng có kích thước không lớn và có thể đạt tốc độ siêu âm. FL-7 được trang bị cho máy bay lên thẳng Z-8 và máy bay tiêm kích ném bom GH-7. Nhưng kiểu tên lửa nhỏ có cự ly bắn nhỏ hơn 35 km và sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng nguy hiểm khi sử dụng này không được Hải quân POA chấp nhận. Các bạn vừa theo dõi video tên lửa Việt Nam dự kiến trang bị chạy đôi tàu địch chỉ với một phát bắn. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.